Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cơ quan của nước này đã khởi động các bước trả đũa gay gắt vụ Ba Lan tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga ở Warsaw, nơi con em các nhà ngoại giao Nga theo học. Ngày 30 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ đưa ra phản ứng rất gay gắt đối với việc Ba Lan tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Warsaw. Khi được hỏi liệu phản ứng của Nga đối với hành động của Ba Lan có gay gắt hay không, bà Zakharova phát biểu trên kênh truyền hình AOSSIYA1. Rất gay gắt. Chính quyền Warsaw sẽ nhận các bước trả đũa, như bạn biết đấy, chúng sẽ được các cơ quan của Nga thực hiện và giải quyết. Công việc này đã được khởi động, đây là lựa chọn của họ, chúng tôi sẽ đáp trả. Theo hãng tin TASS, sáng ngày 29 tháng 4 theo giờ địa phương, chính quyền Ba Lan bắt đầu chiếm giữ ngôi trường của Đại sứ quán Nga ở Warsaw bằng vũ lực. Trong khi đó, truyền thông Ba Lan đưa tin rằng, cảnh sát nước này đã xuất hiện trước Đại sứ quán Nga ở Warsaw vào sáng 29 tháng 4 và chính quyền đã cho các nhân viên của trường đến 19 giờ cùng ngày phải rời khỏi trường. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, theo quan điểm của Ba Lan đã được tòa án xác nhận, tài sản này thuộc về nhà nước Ba Lan và Nga đang nắm giữ nó một cách bất hợp pháp. Ngay sau khi chính quyền Ba Lan tịch thu tòa nhà, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nhấn mạnh. Moscow coi việc chính quyền Ba Lan xâm nhập vào trường học của Đại sứ quán Nga ở Warsaw là hành vi vi phạm trắng trợn Công ước Viên năm 1961 và là một hành vi xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga ở Ba Lan. Bộ này cam kết rằng hành động của Warsaw sẽ không thể không chịu phản ứng gay gắt của Moscow và các hậu quả đối với Ba Lan. Đại sứ quán Nga tại Ba Lan gọi hành động của chính quyền Ba Lan là bất hợp pháp, vượt ra ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia. Hành động này sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt và hậu quả đối với chính quyền Ba Lan và lợi ích của Ba Lan ở Nga. Theo phát ngôn viên Zakharova cho biết ngày 30 tháng 4, trường học Đại sứ quán Nga ở Warsaw sẽ chuyển từ tòa nhà bị chính quyền Ba Lan tịch thu sang một tòa nhà mới trong vòng vài ngày và các lớp học sẽ tiếp tục. Hiện tại trường đang chuyển đến một tòa nhà mới, phát ngôn viên Zakharova nói và cho biết thêm rằng sẽ mất vài ngày để các lớp học tiếp tục. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng Đại sứ quán Nga đang hoạt động rất hiệu quả mặc dù số lượng nhân viên của cơ quan này đã bị cắt giảm đến mức tối thiểu. Đại sứ Nga tại Ba Lan, ông Serge Andreev cũng nói với TASS rằng, trong ngày 30 tháng 4, các nhân viên của trường học thuộc Đại sứ quán Nga ở Ba Lan đã di chuyển các thiết bị ra khỏi tòa nhà bị chính quyền Ba Lan tịch thu. Trước đó, vào đầu tuần qua, văn phòng công tố Ba Lan đã ra lệnh đóng băng một lượng lớn tiền trong tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán và phái đoàn thương mại Nga tại Ba Lan. Quan hệ Nga-Ba Lan đã trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát và Ba Lan là một trong những thành viên tích cực của EU và NATO lên án các hành động của Nga. Đỉnh điểm là việc Ba Lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc nghi ngờ làm việc cho cơ quan mật vụ Nga. Ba Lan cũng là nước tích cực hàng đầu trong các hoạt động hỗ trợ, viện trợ cho Kiev. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.